mình mua vé trước để mình được những ưu tiên đó, và thứ hai nữa mình có những sự chuẩn bị cho giấy tờ. Có rất là nhiều người chưa có passport, có nhiều người để quốc tịch tôi đã quên rồi. Cái mà thời hạn passport là phải còn thời hạn trước 6 tháng tính, mà phải tính là đến ngày 30 tháng 10 chứ không phải tính từ lúc mua vé ra nha. Rồi có những người quên giấy khai sinh của con mình như thế nào. Và quan trọng nữa là chúng ta có những người bạn ở xa, ở bên Đức, ở bên Pháp qua, thì phải có sự chuẩn bị trước thời gian. Còn chúng ta chuẩn bị nhiều thứ, mà hội ngộ đồng dương là quý vị nhớ là lúc nào cũng sold out. Dạ vâng, thưa quý vị, vậy thì quý vị ơi, không còn thời gian bao lâu nữa, hãy gọi ngay cho Phi Travel để book được cái phòng mà quý vị ưng ý nhất. Có thể quý vị thích nhìn ra một cái phòng nhìn ra ngoài biển, hoặc quý vị có thể thích mình có thể tận hưởng một thế giới riêng của mình, như anh Đỗ Văn Trọn đã từng nói, như một vương quốc ở trên biển với quý vị, trên một cái thành phố nổi như vậy. Thì quý vị có thể book cái phòng VIP, vì phòng VIP luôn luôn là những phòng mà sold out sớm nhất của quý vị. Mà kế đến đương nhiên là những người book càng sớm thì họ càng có nhiều cái lựa chọn tốt, là quý vị có được những cái phòng mà tốt nhất nhìn ra biển, hoặc là quý vị có được cái giá mà rẻ nhất. Tại vì sau thời gian thì ban tổ chức sẽ lên giá, thưa quý vị. Dạ vâng, và đương nhiên khi chúng ta đi chơi, đi du lịch với một cái khung cảnh đẹp và sang trọng thần tiên trên biển lên đến 4 ngày như vậy, thì thưa quý vị, không thể thiếu khi chúng ta không nhắc đến thức ăn, phải không thưa quý vị? Đi chơi vui rồi thì ăn phải ngon nữa ạ. Vậy thì không biết là chuyến hội ngộ trùng dương thì thế này, thì ban tổ chức anh Đỗ Văn Trọn chúng ta có những thức ăn nào mà Khánh Nhung được biết là cái chuyến đi vừa rồi đó, đa số khán thính giả gọi vô đều khen đồ ăn nhiều quá, ngon quá. Vâng thưa anh, và có những bác còn nói nữa, tôi không ngờ lại có đồ Việt Nam ở trên tàu mà tàu du lịch ở Mỹ nữa, thưa anh. Khi cho biết mỗi lần tổ chức hội ngộ đồng dương đó, hay nói chung khi anh tổ chức một chuyến du lịch như vừa rồi anh tổ chức chuyến du lịch đi Dubai cũng vậy, điều đầu tiên anh nghĩ là ý thích, ý vị và tình cảm của người Việt Nam. Nếu mà nói về thức ăn trên tàu thì nếu mà là một du khách thì không người nào có thể chê được thức ăn trên tàu. Thức ăn tàu là thức ăn international rất là tuyệt vời, những đầu bếp trên tàu là rất là thượng hạng. Chúng ta có những buổi ăn tôm hùm, những ăn steak mà không có limit, ăn bao nhiêu cũng được. Nhưng anh hiểu là như vậy, là mình ngay cả vừa rồi anh đi Dubai, đi anh đến Dubai việc đầu tiên anh muốn ăn thức ăn của Dubai. Khi anh đi lên tàu cũng vậy, anh muốn thức ăn của tàu. Nhưng mà mình phải có một cái ngày có nước mắm, một ngày có tí ớt cho nó cay và nó nồng, một tí mặn thế đó. Nhiều khi anh vẫn hay nói nó phải có cái gió, nó phải có cái đó để mình nhớ một cái gì đó. Nếu vẫn mãi mãi mình là người Việt Nam, mình vẫn tìm cái gì đó thì đi lên tàu. Anh chỉ sợ rằng mình nhờ họ, những người sếp cúc đó nấu đồ ăn Việt Nam không ngon, thì cái đối với đồ ăn Việt Nam đó thì cái khẩu vị người Việt Nam cao, biết liền đồ này làm sao bà nhà của tôi nấu được, hay là cô bồ tôi nấu được, hay là chồng tôi nấu được. Nên anh cũng phải cố gắng làm sao như chuyến vừa rồi đó, nó có vài món ăn Việt Nam anh phải nhờ những người đầu bếp gửi cái recipe lên, rồi ông đầu bếp ông nấu theo đó và chỉ ông chỗ nào mua nước mắm. Đặc biệt là chuyến vừa rồi đó, quý vị đi hội ngộ trùng dương mà đã đi nhiều lần, quý vị ngạc nhiên nó ủa cái này khá với ông Đỗ Văn Trọn, sao tôi thấy là trên bàn lại có một chai nước mắm dễ thương hơn là cái chai nước mắm ở trong nhà hàng nữa, và mỗi bàn đều có ớt. Thì anh cũng đã đề nghị những cái đó, mà có tí phở. Cái bánh phở thì không hay lắm, nhưng cái nước phở được. Và cái thịt bò thì họ chuyên nghiệp nên rất là ngon. Cái này thì anh đã nghĩ ra thêm những cái món, chẳng như một cơm tấm hay là sườn nướng, chỉ thay vì món nướng là một nghề của họ mà phải không, thì mình đưa ra cái gia vị làm sao làm sườn nướng, mình ăn cơm tấm hay là ăn bánh mì thì nướng buổi sáng như vậy. Thì tất cả những cái điều đó anh có điều có suy nghĩ, và chuyến này thì anh sẽ phải thực hiện được. Trước đây thì anh cứ sợ là nhiều khi họ làm nấu ăn một cái đồ ăn Việt Nam đó,
thì không ngon là sợ sợ người ta chê. Nhưng mà cái này quý vị chắc chắn, nếu mà chúng ta thèm lắm, thèm ớt, quý vị đừng mang ớt theo, nước mắm cũng đừng mang mắm, mì gói quý vị cũng thưa xin đừng mang mì gói theo, vì trên đó chúng tôi có phở, có cơm tấm, có bánh mì kẹp chả, bánh mì thịt nướng đủ cho chúng ta một hai bữa. Chúng ta nhớ lại cái hương vị một mà cái bà nội tướng của chúng ta đó cung cấp cho chúng ta những cái thức ăn tình yêu mỗi ngày như vậy. Từ đây đến ngày tổ chức hội ngộ trùng dương đó, anh phải lên tàu, lên đên trên mặt biển rất là nhiều lần để mình đề nghị họ làm này kia, để coi vấn đề âm thanh ánh sáng ngày đó tổ chức như thế nào nào, nó có rất nhiều điều để chuẩn bị cho một cái chuyến hội ngộ trùng dương. Và cho đến giờ phút này, tại sao Viên Thao và Vi Châu Vô vẫn độc quyền cái hội ngộ trùng dương? Hồi nãy Khánh Dung có nói, cho đến bây giờ xác định lại cũng thưa khách là chỉ có Viên Thao là tổ chức hội ngộ trùng dương thôi, và chữ hội ngộ trùng dương hay là hội trùng dương đó là độc quyền dành cho Viên Thao tổ chức là những chuyến đi trên mặt biển. Và xin về hiểu đó là chúng tôi bao trọn nguyên cái du thuyền đó, chứ chúng tôi không có tổ chức một cái group. Khi chúng tôi tổ chức một cái group cho quý vị 30 người, 40 người, 50 người để đi kèm theo người dân bản xứ ở đây hay các sắc dân khác đấy, thì chúng tôi không bao giờ dùng chữ hội ngộ trùng dương. Có một tổ chức khác họ dùng cái chữ hội ngộ trùng dương, lúc đầu chúng tôi phản đối liền và họ đã tránh né, họ đã không dám dùng được cái chữ đó. Vậy bây giờ họ dùng cái chữ hội ngộ vô thiền, nhưng mà hội ngộ vô thiền cũng không phải là tổ chức nguyên một cái vô thiền, mà chỉ chức một group người đó để mà, và họ có thể lấy một cái phòng giống như bây giờ tôi tổ chức một đám cưới hay một cái hội đoàn cho quý vị, chúng tôi đưa quý vị một cái phòng nào đó để về tổ chức, chứ không thể dùng cái capacity hết nguyên cái đại du thuyền này được. Thì hội ngộ trùng dương chỉ có một, do Viên Thao và Vitravo độc quyền tổ chức từ mấy năm nay thôi. Anh cũng nói thêm là cái vấn đề vé mà Khánh Dung nói đó, lần này đó thì những người thuyền nhân của trại tị nạn Sông La, anh là trại tị nạn của Sông La luôn, nhưng mà những người trong trại tị nạn ở Thái Lan đó cùng nhau muốn tổ chức một cái họp mặt thuyền nhân Thái Lan để nhớ lại những cái cảnh nó bi, nó anh không muốn diễn tả lại những cái nỗi đau đớn, những cái khổ cực, những cái thuyền nhân và những cái thuyền nan như cái thuyền của anh nhỏ bé trên mặt biển, và bây giờ chúng ta thỏa mãn bằng một cái đại du thuyền ngày xưa vượt Việt biên như thế nào. Thì cái tinh thần của những người thuyền nhân muốn nhắc lại, muốn họp mặt lại, muốn hàn huyên lại những thuyền nhân của trại tị nạn Thái Lan, trong đó có trại Lumbini, trại Song La, và kể cả những người đi đường bộ ở Sikil, Panatikom, thì anh e rằng là nếu mà cái tổ chức đó mà bắt đầu mà quảng bá lên để mà những người đi, thì cái số thuyền nhân của các trại tị nạn đông lắm, thành ra cái số vé nó cũng sẽ giới hạn. Vừa chúng ta vừa đám cưới nè, vừa hội đoàn, bao nhiêu thứ hứa hẹn, vừa sinh nhật, vừa chúc thọ, vừa họp mặt thuyền nhân trên đó nữa, thành ra cái vé năm nay anh nghĩ rằng nó sẽ đi rất là nhanh. Và cái kết thúc đóng sổ sách nó cũng nhanh. Thành ra quý vị, đây là những lúc mà quý vị đừng chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cầm chắc là mình đã mua vé, mua cái cabin của Hội Ngộ Trùng Dương cho chuyến đi ngày 30 tháng 10 tới đây 2015. Và nhắc cho quý vị rất là dễ nhớ cái ngày đó, ngày Halloween. Dạ vâng, rất cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của anh Đỗ Phong Trọ đã trả lời rất nhiều thắc mắc của quý khán thính giả gần xa đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, không còn chần chờ gì nữa, quý vị hãy cầm phone lên và gọi ngay cho Vi Travel ở số 855 855 4609 để có được những vé mà quý vị hy vọng là còn, để mà quý vị có thể cùng với chúng tôi tham dự chuyến hội ngộ trùng dương với tất cả 3.000 người Việt. Chúng ta sẽ hội ngộ trên một con thuyền mà do
hệ thống truyền thông Vinthao độc quyền tổ chức từ bao năm qua thưa quý vị. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị và Khánh Dung xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới. Rất cảm ơn anh Đỗ Văn Trọn đã đến với chương trình và kính chúc anh cũng như là chuyến hội ngộ trùng dương của chúng ta sẽ ra khơi tiếp tục thành công như những năm vừa qua. Cảm ơn Khánh Dung. Chiều hôm nay nước xuôi dòng đại dương, có em tiên sông Hồng dâng sóng tuôn trên nguồn. Vẫn vương nắng quái vươn trên phù sa, có những cô thôn mở ra đón bầy dân. Sâu biên người.